Kính thưa quý sư, xin quý sư từ bi giảng giải giúp con những điều chưa hiểu. Khi con đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh bốn pháp kinh tự hành khổ mình, con không biết hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình được nhắc đến là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Do trong ấy con thấy có cụm không uống rượu men, rượu nấu, con nên hiểu bài kinh đoạn kinh như thế nào cho đúng. Thì sư mở cái bài kinh đó ra ha. Đây. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này các tỷ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp Sắc Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay một bà la môn triệu phú, vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự, rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái có con bò con cùng một màu sắc, vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, vị bà la môn tế tự sống từ vú thứ ba, sữa từ vú thế thứ tư dùng để tế lửa, còn con nghé con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, vân vân. Đó. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với sự tràn đầy nước mắt khóc lóc làm các công việc như vậy. Này các tỷ kheo, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành khổ người. Còn này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Rồi, ở đây này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, vân vân. Không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, vì ấy chỉ nhận tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vì ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, vân vân. Đó. Rồi vì ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn cỏ hay ăn phân bò, vân vân. Vì ấy ăn trái cây, ăn rễ trong rừng, vân vân. Rồi vị ấy nhổ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh nhổ râu tóc, là hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo hạnh ngồi chò hỏ, vân vân. Thì đây là hạng người chuyên tâm tự hành khổ mình. Thì xin thưa đó, đoạn kinh này quý vị cũng có thể thấy ở trong kinh Sa Môn Quả. Thì đây là những phương pháp thực hành khổ hạnh mà theo đó chỉ tự làm khổ mình. Toàn bộ trong các phương pháp đó chỉ có mỗi một việc nha, chỉ có mỗi một việc là không uống rượu men, rượu nấu. Chỉ đúng có mỗi chuyện đó là vị ấy làm đúng thôi, còn lại tất cả đều làm sai. Đây là một minh chứng điển hình nhất của việc là mình làm sai hết tất cả các thứ mà mình chỉ làm đúng mỗi chuyện. Mà nếu mình tự hào về cái đó thì rất là kẹt. Cho nên ở đây chúng ta không thể nào
đem cái chuyện là vị này ít nhất là cũng không uống rượu men rượu nấu, rồi thì từ đó chúng ta suy ra là vị này sống tốt làm tốt, thì không đúng như vậy. Nó cũng giống như một người á nha, cũng giống như một người sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối đủ thứ hết, giết người như ngoé nha, nói dóc trộm cướp lừa lọc đủ hết, chỉ mỗi một chuyện là không uống rượu thôi. Thì cái chuyện không uống rượu đó nó không thể hiện được toàn bộ con người của họ, mà mình còn phải nhìn toàn cảnh để thấy họ là người như thế nào. Thì trong trường hợp này là tương tự như vậy đó. Thì cho nên Đức Thế Tôn kể đây là người tự làm khổ mình, chuyên tâm tự làm khổ mình. Còn người tự làm khổ mình rồi rồi làm khổ người luôn á, thì là như cái dạng như nhà vua đó, tự hành hạ bản thân, đày đọa bản thân, sống khổ hạnh đó. Rồi bắt đầu là bảo người khác là hãy sát sanh trộm cắp các thứ, thì đó là hạng người vừa làm khổ mình mà vừa làm khổ người khác. Thành ra là hãy suy tư, đọc trọn bài kinh và hãy suy tư cho kỹ. Thì đây là hạng người nên tránh. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.